livestream trên trang cá nhân vào tối ngày 19 tháng 1. Khi được một khán giả yêu cầu hát, Linh Ly đã bất ngờ tiết lộ cô đang bị u nang thanh quản, phải phẫu thuật, đồng thời hạn chế hát và nói. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ. Linh không hát được nữa, bây giờ là giọng Linh rất khàn. Hôm trước Linh mới có đi khám bác sĩ rồi thì bác sĩ bảo là cái bác sĩ có nội soi bảo là dây thanh quản của Linh đang có vấn đề, nó bị u nang và nó đang sưng lên. Chính vì thế mà phải phẫu thuật thì mới hết, cho nên là giọng sẽ bị khàn và hạn chế hát, thậm chí là hạn chế cả nói nữa. Trước đó, Linh Ly cho biết cô đang chờ đợi hết dịch để sang nước ngoài phẫu thuật giọng nói. Dù có thể gặp rủi ro không hát được nữa, nhưng Linh Ly vẫn chấp nhận để có thể tự tin hơn khi có giọng nữ tính hơn.